Most countries have some forms of traditional martial arts. Today we'll be talking about a fighting style that is the pride of Filipinos. With a long history dating back to the 15th century, it helped protect Philippines from countless invaders, even with just sticks and knives. This martial art has appeared in famous Hollywood movies. Nightwing from Batman is a practitioner. So is Vin Diesel in Fast and Furious. Even the late legend Bruce Lee featured it in his films. In Vietnam, it is now practiced by many people. In this edition of Time Out, let's discover what is so special about Arnis, the art of stick fighting. Today, we're visiting an Arnis club in Tay Ho District. Arnis emphasizes the use of weapons. In the past, people liked it dangerous and used bladed weapons like knives or swords. Modern practitioners use wooden sticks, but don't be deceived, it doesn't make this fighting style any less effective. Em là Nam. Anh ơi, có thể giới thiệu cho em thêm về cái môn võ gậy này được không? Môn Arnis được đưa vào các ngành công an, quân đội và được lập lên thành quốc võ của Philippines. Ưu điểm của nó thì chúng ta có thể sử dụng các loại vật dụng nó tương xứng với cái gậy Arnis này. Chúng ta sử dụng đó là cái ô này, cây mía này, cái que cái gậy, cái cành cây bạn có thể cho nó thành gậy Arnis được. Modern Arnis is a pretty unique martial art. It makes use of short sticks and fast strikes to overwhelm opponents. Nó gồm những cái động tác cơ bản gì ạ? Thì đầu tiên, mình sẽ hướng dẫn bạn là cái nguyên tắc cầm gậy và thế thủ trong môn Arnis. Thì cầm gậy, chúng ta sẽ lắm vào một bên đầu gậy. Phần còn lại gậy chúng ta lắm vừa một lắm tay. Cách thế thủ thì nó khác với các môn khác. Đó là nguyên tắc tay nào chúng ta cầm gậy thì chân bên đó ở trên. Tức là tay phải tôi là tay thuận thì chân phải tôi ở trên. Mà tay trái là tôi tay thuận, chân trái là chân ở trên. Bởi vì sao? Cự ly nó liên quan đến đòn đánh của chúng ta. Nếu chúng ta đứng ngược chiều đúng không ạ? Rất là khó tấn công. Some consider Arnis one of the deadliest martial arts in the world. A good Arnis fighter can quickly disable any opponent. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho bạn một số cái tổ hợp cơ bản đầu tiên làm cho đối phương sẽ không có khả năng tấn công bạn. Đầu tiên là có hai đòn chéo và một đòn ngang và hai đòn thúc. Chúng ta đưa gậy lên vai, tay kia để thủ thoải mái. Chúng ta dồn trọng tâm, kiễng chân sau, trọng tâm lên cao, vươn tay đánh vào mục tiêu và đưa hết đường gậy về xương sườn bên kia. Ok. Chúng ta tiếp xúc vào khoảng 10 cm đầu gậy, bởi vì lực của gậy là đầu gậy là lớn nhất. Một vòng lách trỏ lên, đưa qua đầu. Hai, được chưa? Đó là kỹ thuật vụt chéo đầu tiên. Bạn có thể nối tiếp với các đòn đánh ngang. Đây này. Đúng như cái combo lúc nãy luôn. Đúng. Ok. Trong tất cả các mục tiêu mình nhắm trên các cái tổ hợp vừa rồi ấy, thì tất cả mục tiêu đó đều là những yếu điểm trên cơ thể con người. Ở hai đòn chéo này chúng ta tấn công vào khu vực thái dương. Hai bên ngang chúng ta tấn công vào hai bên xương tay. Đầu tiên là bạn đánh phủ đầu. Lần thứ hai chúng ta tiêu diệt cái sự tấn công của đối phương. Cuối cùng là chúng ta hạ gục đối phương. Arnis lays emphasis more on accuracy and speed instead of power. It is one of the reasons why this martial art is suitable for students of all ages, genders and levels. Cái môn võ gậy mình cảm thấy là nó rất là uyển chuyển, linh hoạt và nó có thể tự vệ được cho mình. Khi mà mình tập môn võ gậy thì mình cảm thấy là cơ thể mình rất là khỏe mạnh, rất là linh hoạt, rất là nhanh nhẹn.
Besides training for fitness, some choose only so that they can enjoy mastering a weapon. Võ gậy là mình tìm hiểu khá lâu và bây giờ mình mới tiếp xúc mà mình thấy nó có một cái gì cuốn hút thì bắt đầu mình tham gia luyện tập. Trước đây mình tự tập rất nhiều môn, trong đấy là có Muay Thái và Kickboxing. Nhưng mà trong đấy môn gậy cuốn hút, rất yêu thích nó, thật sự. There are many martial arts you can try to train your body and mind, each with its own advantages. With Arnis, being comfortable while using common sticks as weapons brings a sense of serenity and is easily adaptable to real-life situations. So if you're looking for something to help defend yourself, go ahead and give Arnis a try. See you on the next episode.